Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ lên video này để nói ra cách các bạn liên hệ với shop mình và cách các bạn order với shop mình. Thứ nhất là bên mình là có shop nhật việt.com, và trên đấy bên mình có đăng rất nhiều bài, và các bạn thường hay hỏi bên mình là anh ơi, em muốn mua cái này, muốn mua cái kia. Thì thứ nhất là các bạn nên gửi cho bên mình một cái mã sản phẩm hoặc đường link sản phẩm để bên mình cần check nhanh. Chứ mọi người cứ gửi mãi hình ảnh thì bên mình tìm rất lâu. Nên mình muốn bảo với mọi người là lúc mà mọi người cần mua cái gì hoặc cần cái gì, mọi người hãy gửi cho bên mình link sản phẩm hoặc mã sản phẩm để bên mình tìm kiếm cho nhanh hơn. Hoặc như lúc mọi người hỏi cái này và bảo báo giá thì mình sẽ đỡ phải mất công đi tìm. Và thứ nhất là bên mình có một trang web nữa là trang Yahoo, là trang đấy là đa phần là kiểu bán đồ chơi Pokemon hoặc đồng hồ trang sức theo lô, mấy cái kiểu đấy. Thì bên mình sẽ phải đi đấu giá nên thường đấu giá thì giá cao nhất mới được những lô đấy, nên đa số bình thường mấy cái lô đấy bên mình ít bán được, kiểu ít đấu giá được. Và như kiểu bên mình kiểu lúc mà đặt mua hàng bên mình là các bạn phải đặt cọc trước. Ví dụ các bạn mua hàng tầm 1 triệu thì các bạn phải đặt cọc 100, 200, 300 để cho bên mình, thứ nhất là nhập đi nhập lại là nó mất tầm khoảng độ 100 rồi các bạn. Thứ hai là nhớ kiểu nhớ các bạn có bom hàng ấy thì bên mình đỡ mất công đắp vào cái tiền bù kiểu hàng đi hàng về. Và shop mình đặt thì tầm 2 đến 3 tuần thì hàng sẽ về tận nơi. Tiền ship thì lúc thì bên mình thì tính theo 280 trên 1 kg. Và nếu mà các bạn mà kiểu những lúc bên mình mà có đẹp tin nhắn các bạn lâu là bên mình là kiểu lúc đấy đông khách quá, nên thường đa số bên mình kiểu chạy rất nhiều công việc. Kiểu lúc bên mình vừa viết bài, vừa phải chụp ảnh cho khách kiểu xem sản phẩm, xong rồi lại còn vừa phải chốt đơn, xong rồi lúc thì đi đóng hàng. Nên mình thật sự nói với các bạn là bên mình cũng ít nhân viên nên không thể nào hoạt động nhanh được, nhưng mà bên mình sẽ cố hết sức để trả lời các bạn nhanh hơn. Và những lúc các bạn có cuộc gọi nhớ thì thường đến giờ thì nhân viên bọn mình sẽ gọi lại cho các bạn, hoặc là nếu mà các bạn có gọi tối thì tối sẽ có người nghe, nhưng mà thường thì tận đến sáng hôm sau mới có người gửi sản phẩm cho các bạn. Nên khung giờ bọn mình thường làm là tầm 8 giờ đến 12 giờ trưa. Còn chiều là bên mình là làm từ 2 giờ cho đến 6 giờ. Nên các bạn mà có muốn mua cái gì thì các bạn thường liên lạc với bên mình vào khung thời gian đó. Còn nếu mà mấy thời gian khác thì cũng sẽ có người nghe, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có người gửi sản phẩm cho các bạn. Nên mình cũng muốn nói với các bạn thế, nếu các bạn mà có muốn mua hàng bên mình thì các bạn hãy liên hệ với số 0983131528 và một số khác 0966192366 để được bên mình tư vấn cho nhanh hơn. Đơn giản vì một số điện thoại thì thường thì chạy nó sẽ rất lâu các bạn. Và video mình xin dừng đến tại đây. Mình xin chào tất cả các bạn.